năm con giáp trời ban lộc lớn đổi đời tỷ phú giàu nhất làng đúng ngày 11 tháng 7 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạo Sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, Đức Phật đã từng nói khi bạn vui, phải nghĩ rằng cái niềm vui đó không phải là vĩnh hằng, mà khi bạn đau khổ thì các bạn hãy nghĩ rằng cái nỗi đau này cũng không trường tồn mãi mãi. Cuộc đời này là những cái chuỗi ngày buồn, vui, nối tiếc. Chẳng ai là vui vẻ được trọn vẹn một đời người, và cũng không có ai đau khổ cả một đời người cả. Điều quan trọng là mỗi chúng ta đối diện với cuộc sống này như thế nào mà thôi. Nên lấy cái niềm vui là cái động lực và cái nỗi buồn như là một cái thử thách để phấn đấu trở nên tốt đẹp hơn từng ngày quý vị nhé. Và theo luận giải mới nhất của các chuyên gia tử vi tâm linh học cho thấy, trong số 12 con giáp thì sẽ có 5 con giáp có số phận vất vả, hẩm hưu. Năm tuổi này, làm ăn thì không khéo, dễ bị tán gia bại sản, mất trắng chỉ trong nháy mắt. Và có thể dễ bị nghèo mạt kiếp người, đói khổ bủa vây. Nhưng từ ngày 11 tháng 7 âm lịch ngày Canh Tuất trở đi, thì những con giáp này sẽ được thần tài ban lộc, soi đường chỉ lối, phúc phần thì lên hương, xoay mình chuyển vận và trở thành đại gia giàu nứt vách. Vậy thì những vận may nào sẽ đến với những con giáp này và những con giáp đó là ai? Cuộc đời giàu sang sung sướng sẽ ra sao? Quý vị hãy cùng Tử Thông luận giải chi tiết trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, trong cái ngày 11 tháng 7 âm lịch ngày Canh Tuất thì con giáp may mắn đầu tiên đó chính là những người tuổi Sửu. Quý vị thân mến, trong cái ngày 11 tháng 7 âm lịch ngày Canh Tuất thì những người tuổi Sửu có cát tinh chính ấn nó che chở. Công danh sự nghiệp của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng sẽ vô cùng là rộng mở. Đấy, các bạn làm gì cũng sẽ được thuận lợi, hanh thông, quý nhân thì luôn song hành ở bên cạnh. Các kế hoạch của các bạn diễn ra dễ dàng và đạt được những cái thành công bước đầu. Cái tín hiệu tích cực nó liên tục nó báo về, khẳng định các bạn đã đi đúng đường, đúng hướng. Bên cạnh đó thì trong ngày hôm nay không chỉ công việc mà tiền bạc cũng khá là rủng rỉnh. Điều các bạn cần quan tâm bây giờ là tiếp tục nỗ lực để công việc nó đạt cái hiệu quả tốt hơn. Cái thu nhập nhờ vậy mà cũng luôn được đảm bảo. Những người làm kinh doanh thì có thể có thêm các mối hợp tác mới. Hàng hóa thì nó cũng được tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân. Đối phương sẽ giao cho các bạn những cái công việc quan trọng và tiến cử các bạn vào những cái vị trí quan trọng. Đấy. Quý vị hãy tin tưởng hơn vào bản thân mình và mạnh dạn nắm bắt những cái cơ hội trời ban nó xuất hiện ngay trước mắt. Các bạn vốn là những người có tài và có khả năng tiềm ẩn chưa được khai phá mà thôi. Vậy nên hãy nhân cái lúc này để mà phát triển bản thân quý vị nhé. Bên cạnh đó, trong cái ngày 11 tháng 7 âm lịch ngày Canh Tuất này thì những người đang trong quá trình tách ra khỏi cái sự nghiệp thì cũng sẽ có được những cái cơ hội gỡ được vốn và huy động được cái nguồn lực hoặc là những người thân thiết đi theo mình. Không những vậy, con đường tình cảm của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng có những cái dấu hiệu gia tăng đáng kể. Những người độc thân thì có thể gặp được những cái đối tượng đầy triển vọng. Còn với những người mà ra mắt gia đình để mà xin cưới hỏi thì cũng được hai bên đồng ý, chấp thuận. Tuy nhiên, cái ảnh hưởng của cái thổ nó vượng, đúng không ạ? Sửu thổ, tuất thổ nó vượng quá. Vậy nên là tốt nhất ấy, thì để tăng cường cái sức đề kháng cho mình, những người tuổi Sửu hãy bổ sung thêm chất dinh dưỡng và hoạt động đều đặn nhé, tránh để những cái tình trạng sức khỏe mệt mỏi nó làm ảnh hưởng đến mình. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái vận may cho mình trong thời gian này thì những người tuổi Sửu các bạn cũng luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày 11 tháng 7 ngày Canh Tuất này thì đó chính là những người tuổi thân. Nói chung ý, trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 7 thì những người tuổi thân được cục diện là Thân, Dậu, Tuất là tam hội. Cái cục diện tam hội nó xuất hiện, nó sẽ giúp cho những người tuổi thân có thể hoàn thành xuất sắc những cái công việc của mình. Mọi việc vẫn tiến triển đúng cái kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Con giáp này cũng là những người chăm chỉ, biết nắm bắt cái thời cơ nên nhanh chóng học hỏi, được thêm những cái kiến thức bổ ích và khẳng định được cái bản thân ở nơi làm việc. Nói chung ý, cũng trong cái ngày 11 tháng 7 âm lịch này
Ngày Canh Tuất này thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân cũng vô cùng là khởi sắc, tiền bạc thì dư giả, nó giúp cho những người tuổi Thân có thể chi tiêu thoải mái mà không cần phải suy nghĩ. Các bạn cũng nên nhân cơ hội này để mà mở rộng quy mô kinh doanh, tìm thêm những cái đối tác, những cái khách hàng tiềm năng. Không những vậy, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Thân trong cái ngày 11 tháng 7 âm lịch ấy, thì nói chung ấy, cũng có cái cát tinh nó trợ mệnh, nên là cũng sẽ khởi sắc hơn hẳn. Được cục diện là thổ kim tương sinh, đúng không? Vậy nên là cái nhân duyên nó phơi phới. Những người độc thân thì có thể làm quen được với nhiều bạn mới, mở rộng cái mối quan hệ và nâng cao cái cơ hội gặp gỡ được ý trung nhân của mình. Các cặp đôi thì cũng gắn bó hơn vì biết quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cùng với nhau. Vì thế, để tăng cường cái vận quý nhân và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân quý vị nhé. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 2. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 3 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tuất. Thưa quý vị, may mắn sẽ đến với những người tuổi Tuất trong ngày hôm nay nhờ có thiên ấn nó chiếu mệnh. Cái vận khí hanh thông nó giúp cho những người tuổi Tuất mưu sự thì dễ thành. Nói chung ý, con giáp này cũng sẽ gặt hái được không ít cái thành quả tốt đẹp trong công việc. Dù là những người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán thì đều có cơ hội phát triển cái sự nghiệp nếu luôn chăm chỉ và nỗ lực trong công việc. Bên cạnh đó, cái công việc thuận lợi nó cũng kéo theo cái tài lộc của những người tuổi Tuất. Đó, có cái vận trình bừng sáng một cách bất ngờ. Tiền bạc đổ về túi theo nhiều cách, kinh doanh, buôn bán thì cũng đắt hàng. Ngay cả khi tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng hay là quay số ấy, thì tỷ lệ trúng cũng khá là cao. Dù vậy, các bạn cũng nên chi tiêu duy trì ở cái mức cân đối, tiết chế cái ham muốn mua sắm của mình quý vị nhé. Thêm nữa, trong thời gian này cái đào hoa nó cũng nở rộ, nó mang đến nhân duyên tốt lành cho những người tuổi Tuất. Những người độc thân thì có nhiều cái cơ hội tìm kiếm cái tình yêu cho mình, hứa hẹn sẽ có nhiều cái trải nghiệm thú vị. Còn với các cặp đôi thì đã có quá trình tìm hiểu, tình cảm thì ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đôi khi tốt tới mức là có thể tính đến cái chuyện là kết hôn, tính đến chuyện trăm năm. Đó. Vì vậy, để tăng cường cái vận trình nhân duyên và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão được cục diện là Mão, Tuất là cục diện nhị hợp. Đấy. Được cục diện nhị hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Mão cho thấy cái khả năng tính toán tài tình của mình trong ngày hôm nay. Bất cứ công việc nào, dù đang bế tắc đến đâu đi chăng nữa, khi mà được giao vào tay những người tuổi Mão thì đều được các bạn xử lý một cách cẩn thận gì và giúp xoay chuyển được cái cục diện từ xấu thành tốt. Ngay cả những người thường ngày có phần nghi ngờ về cái năng lực của những người tuổi Mão ấy, cũng phải dành cái lời khen ngợi và trầm trồ về các bạn. Đó. Những người tuổi Mão vốn là những con giáp mà dám nghĩ, dám làm, tự quyết định và không để các yếu tố bên ngoài nó tác động đến mình. Nếu mà các bạn có thể áp dụng cái điều đó vào cái sự nghiệp của mình ấy, nếu mà dám nghĩ khác, làm khác thì sắp tới các bạn sẽ có cơ hội để được tỏa sáng và trở nên khác biệt trước đám đông và tiến thêm một bước thật xa trong vận trình sự nghiệp quý vị nhé. Tuy nhiên thì trong thời gian này những người tuổi Mão lại vẫn còn nhiều cái mối bận tâm trong lòng vì cái chuyện tình cảm. Đôi khi nói chung là gặp cái cục diện ngũ hành nó xung khắc đấy, mà gì Mão Mộc nó khắc Tuất Thổ, vậy nên nó khiến cho cái mối quan hệ anh em bạn bè không được hòa thuận cho lắm, thậm chí có cái chiều hướng còn gia tăng cái căng thẳng nữa. Tình cảm cá nhân thì cũng đang đứng trên bờ vực rạn nứt, không ai chịu nhường ai, nên là mọi chuyện ngày càng bị bung bét hơn. Thưa quý vị, và để hóa giải những xung khắc thị phi và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Mão thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão.
đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Những người tuổi Dần trong thời gian này được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó xuất hiện, nó nhắc nhở những người tuổi Dần nên tập trung đẩy mạnh các dự án công việc của mình trong cái ngày hôm nay, bởi đang có một cái nguồn cát khí rất là vượng. Các bạn cần phải tranh thủ cái lợi thế về phía mình. Cái cơ hội thì không nhiều nên là các bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt. Nếu mà chần chừ e ngại, không dám tiến bước thì sẽ không mang lại cho mình những cái thành tựu nào trong ngày hôm nay. Không chỉ vậy, những người tuổi Dần còn có trực giác khá là mạnh trong cái ngày 11 tháng 7 âm lịch, ngày Canh Tuất này. Các bạn tin vào cái phán đoán của mình và dũng cảm đầu tư. Cái thành quả bước đầu cũng đã chứng minh những suy nghĩ của các bạn hoàn toàn là đúng đắn. Nhờ vậy mà những người tuổi Dần sẽ được một cái nguồn lợi nhuận khá lớn trong ngày hôm nay. Cũng nhờ cái cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ nên cái vận trình tình cảm của những người tuổi Dần ấy cũng khá là tốt đẹp. Nhân duyên thì hài hòa, những người độc thân thì gì không những là có thể gặp được cái đối tượng ưng ý mà còn có cơ hội để tìm hiểu về nhau để mà tiến đến cái quan hệ hôn nhân nghiêm túc trong cái thời gian tới. Các cặp đôi thì cũng nên hẹn hò lãng mạn với một nửa kia của mình để gì hâm nóng cái chuyện tình cảm đã nguội lạnh từ lâu. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân quý vị nhé. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Và cuối cùng, con giáp may mắn thứ 6 trong chương trình ngày hôm nay mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Ngọ. Với những người tuổi Ngọ thì cái ngày hôm nay, ngày 11 tháng 7 âm lịch, ngày Canh Tuất, được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Vậy nên nó cũng sẽ thúc đẩy cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Ngọ phát triển nhanh hơn. Làm gì thì cũng được suôn sẻ, không có cái sự cố nào đáng kể cả. Và cũng nhờ vậy mà cái vận trình tài lộc của các bạn cũng được khởi sắc thấy rõ, chủ yếu đến từ cái công việc chính, khi mà các bạn có tinh thần trách nhiệm sẽ đạt được cái thành tích cực cao. Bên cạnh đó, các mối quan hệ trong cái thời gian này cũng diễn ra khá là tốt đẹp. Con giáp này cũng được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên đánh giá cao nên là có thể tranh thủ cái cơ hội này để mà gì? Để đề xuất những cái phương án, những cái ý kiến của mình. Những cái cách suy nghĩ mới mẻ của các bạn sẽ được mọi người đón nhận và không gặp cái trở ngại nào quá lớn. Cái khả năng được cấp trên chấp nhận cũng là rất là lớn. Và cũng trong ngày hôm nay, các bạn còn đón nhận cái niềm vui ở cái phương diện tình cảm nhờ được cục diện là Ngọ Hỏa và Tuất Thổ là tương sinh. Những người đã có đôi có cặp thì có một ngày nhân duyên được khởi sắc, tình cảm đôi lứa thì gắn kết mặn nồng, nên lúc nào các bạn cũng cảm thấy là tinh thần được phơi phới, tâm trạng thì vui vẻ và các bạn làm việc gì cũng cảm thấy là thuận lợi hanh thông hơn. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những gia chủ tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 11 tháng 7 âm lịch, ngày Canh Tuất. Và trong ngày 11 tháng 7 âm lịch, ngày Canh Tuất, chúng ta sẽ có 6 con giáp được trời thương Phật độ ban cho cái lộc lá cực lớn. Đó chính là những con giáp sau đây. 1 là những người tuổi Sửu, 2 tuổi Thân, 3 tuổi Tuất, 4 tuổi Mão, 5 tuổi Dần và 6 là những người tuổi Ngọ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.